Hi, chào anh em vào xin lương mình từ lũ anh chỉ tạm. Rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Video bán ạc xe vừa rất mới, xe vừa 104. Hôm nay lên cho các anh em toàn những con ạc xe vừa siêu mới và nó sẽ là quá ngon luôn các bạn ạ. Hiện nay thì ạc đang VIP 9 và còn siêu lợi tức tới nửa tháng. Xe vừa 106 đang là xe vừa mới nhất hiện nay. Tức là xe vừa 104 này kém nó thua nó 2 xe vừa thôi. Ở xe vừa quốc tế thì hiện nay lịch ra mắt xe vừa khá là chậm. Ước chừng phải tầm 45 đến 60 ngày, từ tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta mới có một cái server mới. Nên các bạn chờ server mới thì sẽ hơi lâu nhé. Các bạn mua những ảng ở server cũ này thì tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức cái quốc. Đây sẽ là một ảng như vậy. Chúng ta đã có Asuka, võ sĩ đảng mạnh nhất trong thời gian. Mình nghĩ rằng phải tìm 3 võ sĩ nữa cũng chưa có con nào đả mạnh hơn được Asuka đâu. Đó chính là chìa khóa để đưa ảng vào top đấu trường đấy các bạn ạ. Các võ sĩ còn lại bao gồm Hikage, Athena, Tamon, Terry. Con này cũng là một con ở server mới đánh khá hay. Ở server mới thì rất là ít võ sĩ nâng lên lục môn. Nó tiêu tốn quá nhiều. Mà thật ra thì nâng xong thì để lâu thì lại không dùng được mấy. Cho nên là không nên nâng quá nhiều võ sĩ lục môn. Thì con Terry này một con chưa cần nâng nhị môn thôi cũng đã rất là hay rồi. Nó có cái ấn sói các bạn ạ. Võ sĩ mới nhất của team thì chính là Athena thập nhất. Kết hợp thêm với Athena nữa, đây chính là team siêu nữ huyền thoại server mới các bạn ạ. Hồn lực lam mà cũng bắt đầu xây dựng rồi nhá, 4 cái dần dần đấy các bạn nhá. Server mới thì không thể nào mà quá nhanh được đâu. Ạc thì cũng mới mở rune chưa lâu, cho nên các bộ rune thì cũng chưa có được cái màu vàng, đừng nói gì đến màu đỏ. Ở server mới thì VIP 9 là một bức VIP rất là cao rồi. Tổng tiền ạc này nạp vào bao nhiêu, khoảng 10.000 cương VIP thì nó rơi vào tầm gần 5 triệu đấy, khoảng đấy các bạn, 4 triệu 8 đến 5 triệu các bạn mua ạc thì có 1.6 triệu thôi, tiết kiệm được khoảng độ 1/3 đúng không, còn công cái quốc nữa. Đấy. Nên là mình bảo các bạn chờ 1.7 hoặc thậm chí là chơi các server cũ trước đó hoặc là server mới hơn server này thì các bạn mà chơi sai mà không muốn muốn sửa sai thay vì chờ đợi server mới thì các bạn có thể mua ạc này nhá, đảm bảo với các bạn là tốt hơn rất là nhiều. Nào hiện nay thì chưa thấy một bước sai nào cả. Ở trong tương lai ngắn hạn khi mà các bạn lấy con hạt nhân về thì sẽ thành Dream Team, các bạn thay nốt con Terry này thôi. Đấy, còn đâu thì kim cương để dành chơi kỹ năng. Mảnh vãn năng của ạc cũng không còn nhiều cho nên hạt nhân thì mình nghĩ rằng cũng nâng ở trạng thái tạm thời đặt mục tiêu là nhị môn nếu như ra sớm. Còn nếu như mà hạt nhân nó mở ra dài thì các bạn có thể đặt mục tiêu xa hơn, tức là lục môn luôn. Đấy thì còn tùy thuộc vào lịch ra mắt của võ sĩ nữa. Hiện nay thì đang xếp hạng 3x về mặt đấu trường nếu như không online. Ông chủ ạc bận quá nên thành ra không on được. Chứ còn đâu on thì mình nghĩ rằng đánh vào khu vực 1x không khó. 2x là chắc chân nhé, nhưng không phải chắc chân 3x đâu. Mình sẽ đấm nhau với bạn NN Phong. Feta hơn, vượt trội với bạn với Uy. Lực chiến thì cũng không thua kém đâu. Vị trí mà trong lúc chờ đợi hạt nhân ạc này cần xây dựng chính là con Athena mới đã được thức tỉnh hồn vũ khí. Các bạn chỉ cần tiêu tốn thêm một hồn vũ khí nữa là sẽ nâng đến tầng cao nhất là tầng lục môn. Đấy, mảnh vẫn đang cày cuốc các tính năng thì dồn vào đó. Đôi bạn chưa S-Max Asuka không sợ lắm, bù lại họ con robot là con vệ búp rất ghê luôn các bạn ạ. Chưa cần hồn nam báo tố họ đã chém được 2 lần rồi. Đấy là cái mà Feta không thể làm được. Đấy là cái điểm mạnh nhất của con Robert. Thì phương hướng thì mình khuyên các anh em nào nếu như có tài chính tốt một chút thì nên làm một cái gói 45 đô x 2, tức là 90 đô để lấy cái hồn vũ khí nốt cho Athena thập nhất vào sau đây khoảng độ hơn 1 tháng nữa. Đấy là nó sẽ bán. Còn nếu các bạn nào mà tài chính yếu hơn thì sự lựa chọn tất nhiên là sẽ là quay trứng vòng 2 rồi. Bảo Asuka bạn này chém dã man rồi. Chém phát nát hết luôn. Sợ S-Max nó mới được như thế các bạn. Không S-Max thì nó sẽ yếu hơn đấy. Kinh khủng khiếp luôn. Thì bù lại đối phương không S-Max được Asuka thì họ đã có 2 con vệ xịn. Đấy, đó là Yuji và Robot. Nhưng mình chắc chắn là bạn NN Phong cũng không thể nâng được cả 2 con đấy lên đến tầng lục môn đâu. Phần vì nó cũng không hẳn cần thiết, phần vì cũng không đủ lực mà lên. Chứ thật ra ai nâng lên lục môn thì cũng tốt hơn là ở trạng thái nhị môn mà. Ví dụ như con Yuji mà nâng lên lục môn thì bá cháy đấy các bạn ạ. Rồi, mỗi bên sẽ còn 3 người. Athena thập nhất ở phiên bản chưa có lục môn và
chưa được fix thì cũng hơi yếu. Mình cảm thấy nhiều người chơi nhận xét nó hơi là vô dụng. Cũng có khả năng nhá, ông chủ hạc này ông ấy chấp nhận là lỗ rất là nhiều để vì sai lầm lấy con Athena. Nhưng theo mình thì không sai lầm đâu. Ở các server cũ, tức là các server đi trước nhiều QQ Đài Loan ấy, mình thấy số lượng người chơi Athena thậm chí không phải là ít đâu. Đấy. Đến bây giờ họ vẫn còn dùng luôn. Đấy. Những pha phản kích như này mà trạng thái S-Max thì đối phương cứ gọi là một mạng đủ một mạng. Đây là Hikage. Cần phết nhỉ? Đối phương có mấy con tanker xịn phết đấy. Có điều về mặt đây là S-Max Hikage à không? Thế thì phe ta mình nghĩ rằng tỷ lệ thắng vẫn là cao. Mỗi lần Asuka chém là sẽ bay được một mạng của Yuji, bay đến lượt số 5. Tất nhiên các lần phản công của Yuji là không có ý nghĩa gì lắm. Phản kích ấy, vì nó chưa mắc môn nó yếu. Còn nói thật là Asuka đối phương không có tuổi để đấm nhau với Asuka Feta. À bạo cũng ghê đấy. Sát thương không bằng nhưng mà đủ để giết người đấy. Rồi, chém 3 phát bất 3 lần miễn chí tử của Yuji. Yuji sát thương gần như không có thôi, hiệu ứng gì ấy. Rồi, né luôn. Nếu như Athena có thể là sai lầm hoặc là thì Asuka lại là nước đi cực kỳ đúng đắn. Tầm này các bạn muốn S-Max Asuka nữa cũng chả được, nhất là server mới. Không có cơ hội, có tiền cũng không mua được. À, ý là mua lại ạc thì được, chứ còn đâu có tiền cũng không mua được thêm một cái hồn vũ khí nữa để mà nâng ấy. Ngày trước này nói thật với các bạn, một trong những cái sai lầm của mình đó là nâng con Yumi mà không nâng con Asuka này các bạn. Bảo nó chém mới gọi là loi phèo luôn, lục môn nó khác hoàn toàn. Chưa có lục môn thì các bạn chém có thể chấm máu, chứ lục môn thì không bao giờ có chuyện chấm máu à. Chết là chết, chứ không có chuyện gần chết. Và tất nhiên cái